80.000. 80.000 hả? 80.000. Đẹp thấy không nhỉ? Này ông về ông là gắn đặt lên cái khay cũng đẹp. Cái miếng này sao? Cái đấy 170. 170, cũng 170. Bằng bên này nhỉ? Bằng bên này nhỉ? Vừa bảo 170 đi. Vừa nãy hỏi con này đây mà. Nhâm à? Nhâm à? À. Cái đấy 200. Chợ cây Hoàng Hoa Thám. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí Tết mặc dù khoảng hơn 2 tháng nữa cơ. Nhưng mà thấy phố phường nhiều hoa, rồi cây cối tấp nập lắm các bác ơi. Bonsai thì nó vẫn vậy thôi chứ hàng hoa bắt đầu rất là đông rồi, rực rỡ. Thì thường người ta chơi sớm, cái không khí mà nó trùng trùng giống như này mà lại lạnh lạnh, thời tiết đẹp đẹp này, đi mua sắm thích lắm, tôi đang xem mấy viên đá. Đá. Ở đây đá tai mèo các bác nhé. Bên này là những cái dòng đá khác, đá quý rồi trang sức. Đá tai mèo rất nhiều. Tôi đang chọn một cái viên đá cho cái cây làng của tôi. Nó cái bệ của nó hơi mỏng. Và một cây làng thấp. Thì bây giờ chọn cái viên đá nó mỏng và nó đặc sắc một tí để đặt nó lên. Vừa đặt vừa ký tương trợ. Thì có vẻ tôi thích cái đá xanh hơn, nhưng mà ở đây thì đấy đá cái viên đá tai mèo là có vẻ cái viên này hợp. Tôi thử hỏi giá xem là bao nhiêu tiền một viên. Đây ở đây các bác có thể chơi đặt lên cái khay chơi đá không đẹp. Cái viên to này bao nhiêu nhỉ? Viên to tướng ạ. Vâng. Viên này 350. 350. Đấy, 350. Nghe cũng hợp lý đấy các bác nhỉ. Đấy. Rất nhiều hình thù khác nhau các bác nhé. Tất nhiên đây thì mang tính chất trang trí và các bác nhiều khi ký là cũng phải ký đá thì cũng phải mua thêm những cái viên nhỏ để gắn vào. Ở đây thì thường là anh em ra mua để đặt tiền khay chơi nhiều hơn. Bình thường là ở đây đá người ta chọn chứ không như anh em ký đá mua những anh em mà thợ đá thì mua những cái viên đá mua cả mẻ về. Cái viên đá nhỏ nhỏ xong rồi về mình chắp ghép. Ở đây là những cái viên đá người ta chọn rồi, nó có hình thù rồi thì có thể chơi trên khay luôn, riêng đá được, hoặc là đem về ký thì nhặt thêm một số cái mẻ nhỏ nhỏ nữa. Đấy, tôi có một cái làng thì có vẻ như nó vừa cái miếng đá này. Miếng đá này đang bảo giá là 170.000. Và thấy nó khá nhẹ nhàng ấy. Tất nhiên để mà tạo độ gập ghềnh ấy các bác ạ thì phải làm thêm vì nó mỏng thế này thôi, mà muốn nó chơi vơi thì phải đặt thêm. Đây cây làng của tôi nó cái mặt phẳng nó như thế này, tất nhiên đặt vào cái cây vào đây thì không thể nào nó vừa khít ngay được, mà phải làm cho nó vừa với cái bệ của cái cây, dễ bệ rồi nhiều yếu tố. Nhưng mà để thấy được viên đá mà hợp thì mà giá hợp lý thì cứ đưa về các bạn, đưa về đá tai mèo. Đấy, nhìn như thịt ba chỉ đấy, xem nào, viên này mà để lên đấy thì phải có một cái khay rộng, chiều này thì lại hơi rộng. Cái làng đang khoảng độ, cái chậu đang khoảng độ 40 hay 40 gần 30. Cái này thì chắc hơn 30 rồi. Đó. Cái này phải sửa rồi cái khay khác. Rồi cái khay khác. Đấy, nhưng mà kiếm được miếng bản này khó. Thích thì thích đá thấm thủy hơn nhưng mà khó kiếm. Giá một phẳng có mấy miếng chơi vơi đây thì đẹp quá. Để dễ ăn vào đây. Cái này 80 ạ. 80.000. 80.000 hả? 80.000. Miếng này 80.000. Đẹp thấy không ạ? Này ông về ông là gắn đặt lên cái khay cũng đẹp. Cái miếng này sao? Cái đấy 170 ạ. 170, cũng 170. Anh có thể có
Bằng bên này nhỉ? Đi. Bằng bên này nhỉ? Cái đấy 200. Đưa vào trong này đi. Cái đấy 200, cái đấy 7 này. Cô đấy hỏi con này đây mà. Nhâm à? Nhâm à? À. Cái đấy 200 anh ạ. 200 à? Đây này. Đấy, có một số cái cây xin tay chuột hay là mini thì đặt lên đây xong rồi cho chậu đẹp lắm, nó có mặt quạt mà ở đây là bên kia là 425 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ Hà Nội đó nhé, quận Tây Hồ nhé, ở đây là quận Tây Hồ rồi. À, chứ xin lỗi các bạn, 452 152 đối diện. Sáu chục bán bên kia 60 đấy, nhưng có những cây nhỏ nhỏ lên đây thích gửi đá đây thì đá được chọn rồi. Điều mà ký cây thì nó hơi khó một chút, đá này cái đá này mà cao lên một chút nữa nó có gập ghềnh ở dưới đẹp quá, ở mặt phẳng trên thì ok rồi. Đấy, mình thì không phải thợ đá về mà cắt gọt thì là mình không làm được. Đây, cái này ba chỉ đẹp, cái chỉ ba chỉ đẹp. Cứ để bên này em đi ngó bên khác xem có còn bên nào hợp không nhá. Đá đang ngoài cuộc cuối cùng rồi kìa. Rồi, ok. Đá quý rồi. Đá quý. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Đây, đá gì đây mà có vàng ươm này. Như vàng luôn này. Đá này gọi đá gì cô nhỉ? Thạch nhũ. Vàng như vàng ấy nhỉ. Một viên này là bao nhiêu tiền đấy? Một triệu. Cắt từ cái thạch đấy ra nhỉ? Cắt từ cái thạch nhũ ở trong động ra đúng không? Đây, cái này. Đá đấy thì mình không thạo quá. Người về cái chủng loại đá là tôi cũng không biết. Mình kiếm một cây đơn giản ký bonsai thôi. Đấy, cái bên kia làm này. Đấy, cái bên này. Thì những cái nghiên mực có vẻ là đá tốt đấy. Quay trở lại cái việc chính của mình, đá mất sai đấy. À đây, những cái viên chắp ghép đây đấy, mua cái này thường mua một mẻ này. Cái viên kia mà mình về mình ký mà thiếu ấy, thì mình chèn những cái viên này vào, mình chèn những cái viên này vào thì là đẹp, đẹp đấy. Đây, có cái viên này đẹp, nhìn như xi măng. Sáng và rất sáng. Sáng ngàn luôn. Đấy, nhiều lắm các bạn. À, vừa nãy tôi xem cái viên này. Xem cái viên này. Tí nữa mình thử bằng cả ký xem sao. Đấy, cái viên này. Viên như này. Chắc nó chỉ tầm mấy chục nghìn đúng không ạ? Nếu loanh quanh 100. Xin lỗi. Đây dốc phải kê lên. Một cái ấn tượng trên đấy cho mẹ cho tải bây giờ bày hàng này. À, viên này cũng đẹp là tai mèo này, quả lương ngô nghĩa là trồng ở trên này giỏi thật, đi cái này sức chân sắc, đá này vừa cứng vừa sắc. Đấy. Khu vực này là bán đá nhiều quá, con dọc chợ này thì hoa với cây rất là nhiều. Hoa cây okay, rất là nhiều. Đấy.
đây có cái viên rất là độc đáo này, kiểu như thịt mỡ trộn lẫn thịt nạc các bác, nhưng mà xin phép là không nhấc lên vì chỗ này nó dốc dốc, thoải mái mà nhấc lên một tay không đặt được, đúng không? Bên này tí cũng được, bên siêu siêu này. Ok, để tôi ra chỗ này xem có khi là múc cái viên kia về đặt cho cái lại, không có thì sau đặt cái khác được để không chơi. Chứ nhiều lúc gặp là chả tìm là chả thấy được đâu. Kiểu như chơi cây là như vậy, các bác có chậu đẹp các bác cứ nếu có điều kiện cứ đưa về. Sau kiểu gì cũng cây đẹp. Ok.